Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 9 đến câu 11. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. Như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống con người sẽ phong phú và tràn đầy ý nghĩa nếu được sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Đó là định mệnh thiết yếu của cuộc đời chúng ta. Điều kiện để được ở lại với Chúa không gì khác hơn ngoài giới răn yêu thương. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng muốn mình được sống hạnh phúc, được sống trong yêu thương. Đây là khao khát nói lên bản tính đích thực của con người. Loài thụ tạo được dựng nên giống hình ảnh Chúa, Đấng là tình yêu. Thế nhưng, vì chúng ta chỉ lưu tâm quá nhiều đến điều chúng ta muốn, mà quên lãng đi điều tha nhân muốn hay cần nơi chúng ta. Quả vậy, không phải chỉ có chúng ta muốn được sống trong hạnh phúc, trong yêu thương. Nhưng hãy nhớ rằng, anh chị em chúng ta cũng ước mong điều đó. Hay nói cụ thể hơn, nếu muốn được yêu thương bởi tha nhân, chúng ta cũng hãy quảng đại, bác ái với người khác. Ấy vậy mà trong cuộc sống thường ngày, nơi môi trường xã hội, nơi gia đình, nơi giáo xứ, nơi xóm làng, nhiều người trong chúng ta vẫn hành xử cách ích kỷ, hẹp hòi, chỉ muốn người khác làm điều này điều kia cho mình. Ngược lại, chúng ta rất ngại để nghĩ đến anh chị em chung quanh, rất đắn đo để giúp đỡ họ, thậm chí còn thờ ơ, lãnh đạm đến vô tâm, phũ phàng. Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Chúa đã để lại cho chúng con mẫu gương yêu thương thật cao cả tuyệt vời, đó là hy sinh phục vụ và sẵn sàng hy sinh cả mạng sống mình vì người mình yêu. Xin cho chúng con biết thấm nhuần tình yêu Chúa, để mỗi người chúng con cũng trở nên những chứng tá sống động của tình yêu Chúa cho con người trong thế giới hôm nay.